7 hectare đất dành chỗ cho hoa, cà chua, dâu tây và được thiết kế theo hướng để du khách trải nghiệm. Nên 3 năm qua, nông trại này trở thành điểm du lịch canh nông thu hút nhiều du khách khi đến Đà Lạt. Ngay trước Tết, nông trại có những đầu tư mới, hàng chục loài hoa đẹp lạ, 20 giống dâu tây ngon có tiếng trên thị trường hiện nay. Nhờ vậy tạo thêm sắc màu mới, cuốn hút hơn cho du lịch canh nông, vốn lâu nay dễ bị đơn điệu. Toàn tỉnh Lâm Đồng có 33 điểm du lịch canh nông được công nhận với diện tích triển khai hơn 300 hectare, tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng. Những khu vườn trong lành, những nông trại công nghệ cao lạ mắt cùng với danh tiếng phố núi mộng mơ đã giúp du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng thu hút ước tính hơn 72.000 lượt khách tính từ 29 tháng Chạp đến 1 năm Tết.